Dạ con chào chú ạ. Chú cho con xin họ tên với địa chỉ mình đây chú. Chú là Nguyễn Văn Thọ, ấp Mỹ Tân, xã Phú Điền. Dạ. Chú Thọ, mình xài phân này được mấy vụ rồi chú? Mới xài vụ rồi à, vụ này vụ thứ hai. Dạ, chú xài phân lười vụ vừa là F2 này luôn hả chú? F2. Dạ. Chú cho con xin một số kết quả trên đồng ruộng mình mà mình ứng dụng được vụ rồi hả chú? Chú mừng được một công được 30 dạ đó. Dạ. Ở chục dạ chú thấy cái cách xạ phân dễ không? Thấy nó cũng dễ xạ, nhưng mà nó cũng đôi khi nó xạ hơi ngược gió nên có chút. Yeah. So với lân cận là 30 dạ của mình với lân cận là sao chú? Năng suất? Chú thấy nó đạt hơn. Đạt cỡ nhiều chú? Đạt hơn là khoảng chừng một công là khoảng chừng từ 1-5 dạ, 2 dạ, 3 dạ cũng có nữa. Yeah. Cũng coi như là đỡ hơn người ta. Đỡ hơn. Rồi sau bệnh sao chú? Sau bệnh đó thì cái hôm rồi chú cũng mới đầu chú cũng sợ chứ không, không dám bỏ như cái đồng cái phân này ta nói. Dạ. Rồi chú cũng xịt theo như chu kỳ như người ta luôn bình thường luôn. Chú sợ chú không dám bỏ. Chú cảm nhận giùm con cái màu sắc lúa sau thời gian gần thu nó, hoạch đó. Cái màu của nó thì nó không xanh đâu, nhưng mà nó cái màu nó màu mã chanh. Mã chanh. Nó ngày hoài chứ nó không xanh đâu. Dạ. Cái màu nó đẹp lắm. Cắt tới cái gạ nó vẫn còn vàng tươi đẹp lắm. Dạ. Chú vừa rồi chú làm giống gì hắn? Giống đài thơm mới. Đài thơm mới làm dùng thế hệ mới á. Ta kêu đài thơm mới ha. Đài thơm mới thì gây là giống đài thơm dùng thế hệ mới. Thì con xin cảm ơn chú đã có những cái chia sẻ về cái kết quả thực tế của phân hiệu con lười FM2 để cho bà con cận, bà con có muốn có nhu cầu xài phân này thì con cứ liên hệ cái số hotline 0989 836 001 để mà đặt phân. Rồi con cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn con nha.